Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày hôm nay Biển Xanh đang có mặt tại khu vực ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới nằm ngay gần chợ Mỹ Hạnh Nam. Quý anh chị nhé, khu vực này thì nhà cửa dân sinh rất là đông đúc, nhà cửa mọc như nấm và ở đây thì những lô đất trống là không còn nhiều. Từ ngoài chợ chúng ta đi vào đây đường nhựa Lục Viên, Biển Xanh xin lỗi, đường nhựa Gò Hưu mình chạy vào đây thì chỉ khoảng là 300m thôi quý anh chị nhé. Và cái vị trí ngày hôm nay là một lô đất hướng đông rất là phù hợp để quý anh chị có thể an cư lập nghiệp hoặc mua đầu tư sinh lời, là một lô đất còn ở giữa đấy thôi quý anh chị nhé. Từ cái nhà này sang 4m dài sâu xuống phía sau là 33, lô này là hướng đông. Nắng vào buổi sáng và mát vào buổi chiều. Nó tọa lạc tại ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phía đằng sau là một dãy nhà trọ, người ta xây phía đằng sau của mình. Còn của mình là từ nhà này sang nhà này là 4m, chạy dài xuống phía sau là 33, hướng đông. Từ đây chúng ta chạy ra đường nhựa Gò Hưu, chợ Mỹ Hạnh Nam, chỉ 300m. Và con đường này là một con đường chạy thông, chúng ta chạy thì sẽ thông được vào là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia. Và đường này thì người dân đi lại rất là nhiều bởi vì nó là một con đường đi tắt từ trong khu dân cư Hoàng Gia chạy ra ngoài đường Mỹ, chạy ra chợ Mỹ Hạnh Nam quý anh chị nhé. Cho nên là người ta đi qua con đường này rất là nhiều. Chính vì thế mà ở đây chúng ta có thể kinh doanh buôn bán được nếu như mà mình vừa ở vừa kinh doanh ở phía trước quý anh chị nhé. Và giá của lô này là 1.250.000.000, giá chốt bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Lô này hướng đông, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, đất gò cao ráo, xây dựng tự do. Quý anh chị thấy thích cái vị trí này thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 thì Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Và trên cung đường này thì Biển Xanh sẽ có thêm một sản phẩm nữa để quý anh chị lựa chọn, đó là 5 x 37. Và lô bên này nó là hướng Tây quý anh chị nhé, 5 x 37, giá là 1.550.000.000, bao mọi thuế phí công chứng sang tên. Hôm nay trên cung đường này Biển Xanh có hai sản phẩm để quý anh chị có sự lựa chọn riêng cho mình. Một lô là hướng Đông 4 x 33 thì giá là 1.250.000.000, Biển Xanh mới quay xong. Và lô này là 5 x 37 hướng Tây, từ nhà này đo sang 5m, dài sâu xuống phía sau là 37 hướng Tây quý anh chị nhé. Giá là 1.550.000.000, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, pháp lý minh bạch rõ ràng. Quý anh chị mua là cũng chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Lô này thì còn bớt lộc may mắn, bớt chút xíu lộc nữa để quý anh chị có thể may mắn đầu tư sinh lời, an cư lập nghiệp. Vị trí này thuộc ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ngay cạnh bên cạnh là chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, khu vực dân sinh, nhà cửa đông đúc sầm uất. Và ở đây thì những cái tiện ích để mà phục vụ đời sống con người thì đều đã hiện hữu hết. Do đó quý anh chị có thể là về đây an cư lập nghiệp cũng như đầu tư sinh lời thì cái việc mà chúng ta thanh khoản nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Dân cư rất là đông quý anh chị nhé. Trước mặt chúng ta chính là con đường nhựa Gò Hưu. Con đường nhựa Gò Hưu này mình rẽ tay phải đi vào khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia. Và rẽ tay trái thì chúng ta sẽ đi ra là chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam. Quý anh chị hãy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh để xem nhiều sản phẩm mới. Và bây giờ thì Biển Xanh xin được tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.